ngờ với số tiền trốn thuế của Tống Tổ Nhi. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ Tống Tổ Nhi đã nhiều lần trốn thuế. Ngày 27 tháng 8, Zhou đưa tin một đoạn ghi âm đã chia sẻ về kết quả điều tra vụ trốn thuế của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi sau gần một năm. Ngôi sao Bảo Liên đăng tiền truyện đã dùng nhiều cách lách luật để trốn số tiền 1,4 triệu nhân dân tệ, vì vậy cô bị phạt, phải nộp đủ lại tiền thuế và thêm 1,29 triệu nhân dân tệ phí nộp chậm. Tổng số tiền mà Tống Tổ Nhi nộp là 2,71 triệu nhân dân tệ. Theo Zhou, khán giả Trung Quốc sốc vì số tiền Tống Tổ Nhi trốn không phải là 45 triệu nhân dân tệ, hơn 6,1 triệu USD như từng bị tố cáo. Nữ diễn viên kiếm được hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm nhưng lại trốn thuế với số tiền khá nhỏ so với thu nhập, để rồi đánh mất sự nghiệp. Ngoài ra, trong đoạn ghi âm còn tiết lộ đây không phải lần đầu Tống Tổ Nhi trốn thuế, cô từng 3 lần có hành vi phạm pháp này. Thực tế, Tống Tổ Nhi kiếm được rất nhiều tiền bởi cô là sao nhí nổi danh và hiện là tiểu hoa đán 95 tiềm năng nhất giới giải trí hoa ngữ. Từ năm 2017 đến 2022, tổng số tiền Tống Tổ Nhi kiếm được là 317 triệu nhân dân tệ. Trong đó, cô giữ 190 triệu nhân dân tệ và công ty quản lý Hỷ Tiên giữ 127 triệu nhân dân tệ. Nghệ sĩ Trung Quốc thường phải nộp khoản thuế lên tới 40-50%, do đó, nữ diễn viên phải nộp số tiền thuế là 135 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi bị trở thành tiêu điểm bàn luận về việc trốn thuế, văn phòng đại diện của Tống Tổ Nhi đã ra thông báo nữ diễn viên không vi phạm pháp luật, không bị xử phạt về hành vi trốn thuế. Tống Tổ Nhi phủ nhận các cáo buộc trên. Dẫu vậy, phản ứng của phía Tống Tổ Nhi bị cho là quá muộn màng khi vụ việc cô trốn thuế đã ầm ĩ gần một năm qua, đến nay nữ diễn viên mới lên tiếng phản bác. Theo trang tạp chí kinh tế Sina, hành vi trốn thuế của Tống Tổ Nhi giống với nhiều ngôi sao Trung Quốc khác là lập nên các công ty tư nhân để chia nhỏ số tiền thù lao, sau đó lợi dụng sơ hở của pháp luật chuyển đổi từ nguồn thu kinh doanh sang nguồn thu cá nhân. Từ năm 2017 đến nay, Tống Tổ Nhi đã thành lập và đầu tư vào 4 công ty khác nhau. Tuy nhiên, 3 công ty chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, sau đó bị giải thể. Hiện tại, nữ diễn viên chỉ nắm giữ 1 công ty. Việc xóa bỏ các công ty liên quan được cho là hành vi xóa dấu vết vi phạm pháp luật. Theo Sina, vụ bê bối của Tống Tổ Nhi khiến các đối tác thiệt hại hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Cô là nữ chính của nhiều dự án lớn, có mức đầu tư kinh phí cao, nhiều công ty hàng đầu như EVE, Tencent, chính họ Dương Quang. Mỗi dự án phim đều mất tới hàng năm trời để thực hiện. Trong đó, bộ phim Không Lưng được đạo diễn Đặng Khoa chuẩn bị trong 4 năm. Đây còn là dự án đầu tiên mà công ty ông tự sản xuất nhưng hiện tại có nguy cơ phải xếp kho vĩnh viễn. Bên cạnh đó, Tống Tổ Nhi còn tham gia dự án Bộ Ưu Độ, chế tạo gian nan.